Như chúng ta đều biết, trong tiến trình văn học, bên cạnh những tác phẩm phản ánh cuộc sống chảy trôi qua những miền đời bình dị, hàng ngày diễn ra trước mắt ta có một mảng đề tài khá hấp dẫn với phần đông bạn đọc, được khai thác từ những nẻo đời khuất lấp không lộ diện như những vỉa quặng ngầm, nhưng là một trong những thành tố quan trọng của đời sống hiện thực. Đó là mảng sách viết về những nhà tình báo, những chiến sĩ công an nhân dân, những người luôn náu mình trong bóng tối, có khi dành trọn cuộc đời cho những hoạt động và hy sinh thầm lặng để đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Và cố nhiên, những nhà văn chuyên khai thác vỉa quặng này để làm nên tác phẩm của mình cũng phải hy sinh không kém khi dõi theo những dấu chân thầm lặng ấy. Trại sáng tác văn học về đề tài an ninh 2004 được tổ chức tại Quảng Ninh, một lần nữa khẳng định sự hưng thịnh của mảng đề tài trên với nhân vật trung tâm là người chiến sĩ công an nhân dân trong mỗi thời kỳ lịch sử. Cũng tại đây, bạn đọc có thể nhận rõ hơn gương mặt những nhà văn luôn thủy chung với đề tài đó. Những chiến sĩ cầm bút trên mặt trận hết sức gay go quyết liệt này. Đó là các nhà văn thuộc chi hội nhà văn công an như Văn Phan, Tôn Ái Nhân, Ngôn Vĩnh, Phan Quế, Mai Vũ, Trần Thanh Hà, Như Bình. Họ không chỉ thực sự dấn thân khám phá một thế giới ẩn ngầm từ nhiều góc độ để đem lại cho văn học nước nhà những tác phẩm sáng giá về người chiến sĩ công an, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc khởi xướng và tập hợp các nhà văn cả nước tìm đến vỉa quặng này với nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn. Không chỉ tạo nên một đội ngũ đông đảo những người bạn đồng hành đi tìm cái đẹp trong phần đời phía sau cuộc sống, mà còn đánh đổ một quan niệm cho rằng tác phẩm viết về đề tài này thường chỉ có tác dụng giải trí đơn thuần với những pha gay cấn, dao găm súng lục. Chính vì thế mà trong số những tác giả về dự trại năm nay, có không ít nhà văn từ lâu đã trở nên quen biết với bạn đọc qua những tác phẩm được nhiều người nể trọng và yêu mến. Đó là các nhà văn Vũ Bão, Hoàng Minh Tường, Dương Duy Ngữ, Nguyễn Đình Chính, Hữu Đạt, Đình Kính, Bão Vũ, Kim Chuông, Võ Khắc Nghiêm, Tạ Kim Hùng, Tạ Hữu Đình, Mai Thanh Hải và Văn Quyến. Tôi trong ngành công an đã lâu, cho nên những đề tài về công an thì tôi rất tâm huyết. Ngay cái trinh sát đầu tiên mà cái tiểu thuyết dài của tôi mà được giải thưởng Hồ Gươm ấy là năm 80 ấy, thì tôi cũng rất là tâm huyết với ngành công an. Đấy, và ngợi ca ngành công an. Rồi đến cái Tìm Em Trong Hoàng Hôn viết về công an trong cách mạng tháng 8 thì tôi cũng thấy là rất tâm huyết. Một phụ nữ là làm tình báo nhưng mà sau đó thì là bị oan khiên. Đấy, tôi cũng rất là tâm huyết. Rồi đến những cái tác phẩm như là Cô Gái Năm Xưa hay là tác phẩm Trò Chơi Từ Thiện, tất cả những cái là tôi đều tâm huyết cả. Vừa rồi tôi đi Tây Nguyên là tôi viết cái Cưới Ước của Gã Ăn Mày thì tôi đang viết được gần 1/3 rồi thì cũng là rất tâm huyết. Cái tâm huyết của nhà văn là gì? Luôn luôn yêu cái nhân vật của mình mà băn khoăn cho những số phận cuộc đời của nhân vật mình trong tác phẩm. Mà cái chính của tôi, vì là tiếp xúc với tội ác nhiều, tiếp xúc với quyền lực nhiều, tiếp xúc với những cái số phận mà những cái kẻ như thế là dưới đáy của xã hội nhiều, tôi vào nhiều trại giam, tôi gặp gỡ nhiều kẻ tù tội, và tôi thấy rằng đấy, phải viết được những cái gì để chúng ta thấy là cảnh báo cho những cái người ta tránh xa tội ác, để người ta khỏi tù tội. Đây là một trong những chuyến đi thực tế của đoàn nhà văn tham gia trại viết trên vùng biển Quảng Ninh. Một đoàn khách tham quan, như người ta thường thấy, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ nhàn tản đó, mỗi nhà văn có mặt ở đây là cả một kho tư liệu vô cùng dữ dội và phong phú về một thế giới dã man hỗn độn với những mảng đời đầy gành thác, những khoảng khắc éo le và nguy hiểm khôn lường. Về vấn đề này, nhà văn Ma Văn Kháng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đã có lần nhận xét. Ở đây cuộc sống có những quy tắc riêng, có nghiệp vụ và châm ngôn riêng
với tất cả những kế hoạch, chương trình, mưu mẹo, thủ đoạn được giữ gìn cẩn trọng như sinh mệnh con người. Ở đây, cuộc sống đi trên dây, sự ly kỳ éo le có sẵn và phiêu lưu mạo hiểm là thuộc tính của cuộc sống hàng ngày. Ở đây, một phần lịch sử được làm nên bởi sự âm thầm lặng lẽ. Những gì đã hiện ra là kết quả của những công việc vô danh trong bóng tối hậu trường. Gian nan quyết liệt và trường kỳ nhẫn nại biết bao là cuộc đấu lưng nghiêng ngửa giữa cái thiện và cái ác. Để có cuộc sống bình yên là cả một lớp người phải lao vào cuộc và dàn mặt với thế giới tội phạm, băng nhóm xã hội đen. Một trận tuyến đòi hỏi khí phách lớn, chấp nhận những đớn đau mất mát, nhiều khi làm siêu lệch cả đời người. Tôi nay thí dụ đi thực tế, chẳng hạn như tôi, chẳng hạn năm 75, 76, cái thời kỳ phun rô hoạt động nhất, tôi đi một năm ở Tây Nguyên để tôi viết phun rô thì anh có biết. Có những nơi mà phun rô nó vừa mới càn quét, nó vừa giết người xong, 2-3 hôm sau tôi đã đến rồi để xem. Thí dụ như ông Amarai, trưởng quan xã bị giết, cách đấy 2 ngày mà hôm sau tôi đã đến cái xã để xem. Hay là ông Y Thuyên, phó ti công an, hồi gọi là ti chưa hình như chưa giám đốc, ti công an, phó ti công an, bị chết. Chẳng qua đã đêm nằm, ban ngày thì đánh bóng truyền với bọn phun rô không biết, ban đêm cái là ông nằm, nhưng khi nó bắn thì ông mặc cái mayo trắng, chạy vào bụi thì cứ mayo trắng. Thế là tôi lại đến. Mà tôi một năm trời ở Tây Nguyên, bốn cái tỉnh ở Tây Nguyên. Thế thì tôi đi Tây Nguyên, anh biết tất cả những cái gì màu sáng là phải cất hết. Tôi phải mặc quân phục, tôi phải mặc màu đen hết, vì đêm chạy, nếu phun rô nó bắn. Nó đang nằm trên nhà sàn này, nó ở dưới nó cứ tia lên, chẳng hạn là mình phải chạy. Lúc bây giờ thì phải chạy đã. Thì nếu như anh ạ, Y Thuyên đấy, nó chỉ vì cái áo mayo trắng mà chết. Bây giờ chúng ta có một cái lĩnh vực này, tôi cho cũng rất cần sự dũng cảm. Giống như Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, mỗi chuyến tham quan, người ta lại phát hiện ra bao điều kỳ thú. Văn học nói chung và văn học về đề tài an ninh nói riêng luôn tiềm ẩn những điều mới lạ, như những miền đất chưa qua, những chân trời chưa đến, và ngay cả những nơi đã đi và đã đến thì phía trước vẫn còn nhiều hứa hẹn, bởi trái tim người viết vẫn chứa đầy dự cảm lớn lao. Trước đây tôi đã viết một tập sách về đề tài kháng chiến chống Pháp, có nhan đề là Một thời giông bão. Về đề tài lịch sử thì sau tập sách ấy tôi còn có nhiều ý đồ muốn sáng tác, nhưng mà thời gian cũng chưa làm được cái gì. Tôi chuyển sang vì trước mắt mình có nhiều về đề tài mới, có nhiều cái thôi thúc, tôi đã bắt đầu chuyển sang viết những cái vấn đề nóng bỏng của hôm nay. 30 năm trước tôi đã là một giáo viên dạy cấp 3 ở trường cấp 3 Uông Bí Quảng Ninh. Bây giờ trở lại Quảng Ninh, tôi có cảm giác như về nhà của mình. Bởi ở đây tôi có rất nhiều học trò, có rất nhiều bạn bè văn nghệ, có rất nhiều người thân. Đây cũng là quê hương của vợ tôi ở Móng Cái. Nhưng cái chính là Quảng Ninh đã là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp văn học và cũng là nơi nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi chưa viết một cái gì riêng cho Quảng Ninh, nhưng mỗi trang viết của tôi, mỗi hoàn cảnh, mỗi chi tiết, mỗi số phận, tôi đều muốn đưa nó về cái không gian của Quảng Ninh như một sự tri ân cái mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Quảng Ninh đối với tôi là quê hương thứ hai. Tôi rất mong rằng có một dịp nào đó mình sẽ trả được một cái món nợ, tức là sẽ viết một tác phẩm riêng về đất mỏ. Đây là cảnh sinh hoạt văn học thường ngày trong trại viết. Các nhà văn tìm đến với nhau, trao đổi về tác phẩm của mình. Họ hiểu rằng văn học không bao giờ là một dữ kiện tự nhiên đơn thuần, mà là một đòi hỏi, một hiến tặng. Văn học về đề tài an ninh càng phải xác định rõ điều này. Cho dù tác giả hiểu biết sâu sắc nghiệp vụ chuyên ngành, cũng không chỉ mô tả hàng loạt thao tác của các điều tra viên với những xét đoán logic, mà cái chính là khắc họa hình tượng nhân vật sao cho thật sinh động và có chiều sâu tâm lý, với những suy ngẫm sâu xa về bản thể người và hiện trạng xã hội.
Có như vậy, nhà văn mới chinh phục được người đọc, tác phẩm của anh mới mang tính phổ quát, giàu chất văn chương. Đôi khi, một câu thơ chợt đến, tưởng chừng chẳng ăn nhập gì vào cuốn sách dữ dằn đang ấp ủ. Ấy vậy mà, khi được đặt vào đúng chỗ, đã khiến cho trang viết sáng lên như một sự xuất thần. Mênh mông quá, mắt nhìn không thấu được. Chỗ biển xa xanh, đấy cũng hiểu là trời. Biết còn bờ bên kia nhưng không gặp trong cùng một lúc. Bên cạnh tiếng ồn ào, biển vẫn rất xa xôi. Nhưng nếu như chỉ biển đứng đó thôi, không có trăm sông tìm về gặp biển, không có sau mình những con ngòi ẩn hiện, thì biển không là biển xa vời. Như bãi cát nếu không về ngọn sóng, ai hiểu lòng biển cả lắm đầy vơi. Cánh buồm con mang biển vào bờ rộng, biển tự đẩy thuyền lên cao hơn sóng. Đẩy thuyền lên, biển không tự nhỏ mờ. Biển gần quá bởi những gì xa rộng, lại trở về trong cái rất gần ta. Thế là tôi có thêm miền để nhớ, mây trắng Hạ Long, chưa ấy lạ vô cùng. Nơi cao này hơn ngạo nghễ bóng thông cả biển nữa, mắt nhìn như vụn nhỏ. Kỳ diệu quá trước trùng trùng non bộ, tôi hóa nhàm trước nhan sắc nghìn xưa. Ra làm được chút tươi xanh ở đó, để câu thơ in đáy nước không thừa. Tôi muốn tôi bị đá núi răng tơ, cánh chim đa tình bị cây bùa lối. Và biển nữa, xin trời cho mặn muối, sửng sốt Hạ Long, non nước cứ như bùa. Và cũng như những cuộc hội ngộ khác từng diễn ra trên mảnh đất này, trại sáng tác về đề tài an ninh 2004 đã được đông đảo cán bộ và nhân dân Quảng Ninh nhiệt tình đón nhận. Một phần vì đây vốn là vùng đất đã sản sinh không ít những tài năng nghệ thuật. Nhưng cái chính là bạn đọc ở vùng này rất trân trọng những tác phẩm đích thực trên văn đàn Việt Nam. Trong đó có không ít tác phẩm của các nhà văn đang có mặt trong trại sáng tác này. Alo, à, xin chào anh Ma Văn Kháng. Vâng, tôi Văn Phan đây. Vâng ạ, anh em ở trại đang tập trung viết rất là tích cực, cũng rất là vui vẻ ạ. Vâng ạ, từ hôm khai mạc trại đến nay thì nói chung là anh em tập trung viết để cho nó có cái đà mà. Vâng, đúng rồi. Vâng, và đi thực tế thì có lẽ sắp tới anh em bắt đầu từ thứ hai thì sẽ có một số cuộc đi. Vâng. Thế trước mắt thì có những anh em họ cần tài liệu trực tiếp, ví dụ như là nữ nhà văn Như Bình thì đã đi làm việc với công an thành phố Hạ Long và đã đi với các cái anh em ở phòng hình sự, vâng, ra biển và đi chống tệ nạn. Tuy nhiên trong văn học, yếu tố đề tài, dù là đề tài đặc biệt hấp dẫn được toàn xã hội quan tâm, vẫn chỉ mang ý nghĩa phong cảnh, là mảnh đất để gieo trồng, chứ không bao giờ là cứu cánh cho người viết được. Vấn đề cốt tử của quá trình sáng tạo văn chương hoàn toàn không phải là viết cái gì, mà là viết thế nào. Khi bàn về nghề văn, đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã nói: mối quan tâm đến hình thức không phải ngẫu nhiên mà có. Nó không phải ngẫu nhiên mà có nếu như nội dung tốt, phải gọt giũa tác phẩm để cho nó đi sâu vào. Gọt giũa tác phẩm, như thế là ta đã hoàn thiện về phương diện nghệ thuật. Vị chủ soái văn chương này đã nhấn mạnh một cách tài tình mối quan hệ không thể tách rời giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm. Nhưng phải chăng xưa nay chúng ta chỉ chú ý đến nội dung, đến đề tài theo một quy chuẩn đơn thuần nhằm phục vụ cho một ý tưởng vĩ mô nào đó? Vì thế mới nảy sinh tình trạng nhiều tác phẩm ra đời nhưng chất lượng chưa cao. Và qua mấy cuộc vận động sáng tác về đề tài an ninh, dù được tuyên truyền rầm rộ, vẫn không tránh khỏi hiện tượng đáng buồn là có những tác phẩm đã được ban giám khảo đánh giá tốt, xếp giải cao,
nhưng bạn đọc vẫn hững hờ không tiếp nhận. Ngày nay, khả năng cảm thụ nghệ thuật của công chúng đã được nâng lên nhiều so với trước, nhất là ở những vùng đất như Quảng Ninh, nơi có nhiều ưu thế trong việc truy cập thông tin đa chiều và hội nhập với nền văn minh nhân loại. Đây chính là thử thách lớn đối với mỗi người cầm bút, một khoảng trống trong việc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an trong văn học, là sự đòi hỏi gắt gao đối với mỗi nhà văn về dự trại kỳ này. Một mùa thu hoạch cố nhiên là rất đáng mừng, nhưng phải là mùa gặt bội thu với những cánh đồng vàng trĩu hạt nặng bông thì mới đáng mừng thực sự. Đó là điều chúng ta mong mỏi, cũng là lời chúc chân thành của những người làm phóng sự này gửi tới các nhà văn, những cây bút tài năng đang ngày đêm miệt mài với từng trang định mệnh để cho ra đời những đứa con tinh thần diễm lệ và cường tráng như hình sông thế núi của vòng cung Đông Bắc bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp của chúng ta và của cả loài người.